Xin chào mọi người. Hôm nay Vũ làm một cái video clip để nói về cái anh chàng này nha. Cái anh chàng này là một cái anh mà cũng là tư vấn đi định cư du lịch đồ gì đó, du học gì đó. Mình có vô coi nhưng mà comment một cách bất lịch sự và thách thức. Hôm nay mình mà trước khi mình làm cái video này, mình phải chặn cái ông này trước đã, rồi sau đó mình sẽ mở ra, mình sẽ tát tên ổng vào để cho ổng xem được cái nội dung video clip này. Tại vì ổng phát ngôn rất linh tinh. Thứ nhất, ông nói tôi là đi bán tinh dầu và tư vấn định cư Canada. Đúng, tôi đi bán tinh dầu, tôi đã nói ông không có xem những cái series video ở phía trước. Tôi đã nói là tôi là chủ của doanh nghiệp tại Việt Nam. Hàng của tôi đang bán tất cả các mặt hàng, các cái hệ thống lớn ở trên toàn Việt Nam này. Tôi không đi làm thuê. Tôi qua Canada là tôi qua vì con, vì gia đình. Và tôi đi làm thuê để nhằm mục đích tôi có kinh nghiệm và tôi trau dồi cái kiến thức tiếng Anh của tôi. Cộng với cái vấn đề là tôi có thêm thu nhập để tôi hiểu được cái môi trường Canada như thế nào. Sau này tôi có kiến thức để tôi dạy con tôi. Và hôm nay tôi chia sẻ với mọi người, chứ tôi cũng chả có một cái gì mà lợi lộc gì ở đây hết á nha. Ông không xem video của tôi thì ông đừng phát ngôn linh tinh. Lo làm đi, là một cách chính chắn và một cách trung thực nhất, chứ không lại là cũng có những gặp những người giống như tôi. Đừng bao giờ nói chuyện như vậy nha. Đăng lên trên các cái giỏ hàng, các cái gian hàng thương mại của tôi là sản phẩm của bên tôi bình thường. Tôi đi bán hàng, tôi làm hàng mà. Tôi đâu có ăn trộm cắp đâu. Mà thậm chí tôi thẳng thắn với ông luôn, có khả năng là ông là khách hàng của tôi đấy, nên tôi cảm ơn ông. Đừng nói nữa nha. Ông giúp cho người ta thì ông giúp. Còn tôi nói thêm một cái lần, cái vế thứ hai của ông là tôi tư vấn đi Canada à? No. Tôi không hề bán dịch vụ đi Canada, tôi không hề tư vấn kết nối đi Canada gì hết. Trong video clip này chắc chắn sẽ có những người, người ta vào người ta comment để mà họ nói về cho tôi xem như thế nào nha. Rất nhiều người inbox cho tôi. Đó, mọi người xem đi. Và tôi, thậm chí tôi rất là nhiều công việc, tôi không thể nào nhắn tin trả lời hết cho mọi người. Tại vì TikTok này mình muốn mình chia sẻ và nội dung cho nó liên quan tới vấn đề là đi định cư ở Canada. Chứ mình không có thể nào mà ngồi để mà nhắn tin được cho từng người. Nhưng có những người khách nhắn tin với mình và đúng ý và muốn mình, muốn giúp đỡ mình. Thậm chí mình cho số điện thoại họ, mình add Zalo để họ gọi từ ở Canada gọi về. Và ở trong Việt Nam đây mình giúp bữa giờ không dưới 100 người. Từ những video lên xu hướng của mình nha mọi người nha. Ông đừng phát ngôn linh tinh. Tôi không tư vấn đi định cư, không dịch vụ nào bất kỳ. Tất cả ông lật lại những cái video ở trước tôi nói cho nghe. Mà tôi chỉ đi muốn đính chính lại những thông tin, những cái nhà tuyển dụng, những cái nơi xuất khẩu lao động gì đó là làm bậy, làm bừa và làm sai. Ông có chọc tôi chân trên đó tôi cũng cảm ơn ông thôi. Và thêm được một người khách biết mình bán những cái mặt hàng như vậy nha. Tôi xin cảm ơn ông. Còn thêm cái nội dung mà ông nhắn tôi ở trong cái group mà ở Saskatchewan á, thì ông phải hiểu được cái vấn đề thì ông nói. Còn nếu ông không hiểu thì ông đừng thưa thốt nha. Khi ông làm một cái việc gì, ông cần phải có kiến thức và phải có trải nghiệm, ông mới nói chuyện được với người ta. Ông đừng có nghe ở đầu một đu một khúc rồi ông chấp ở khúc giữa để ông nói chuyện. Cái câu chuyện của ở tại Saskatchewan là một cái vấn đề khá là lớn, mà tôi tin rằng là sau này các ông sẽ là người, sẽ người đón nhận những xem những cái đó đó nha. Tôi không cần phải nói gì nhiều, ông nên cẩn thận. Tôi mở cho ông ra, ông xem những cái video clip này lại, video clip này lại. Còn ông còn mà lôn côn nữa là tôi khóa cái mồm ông lại ngay lập tức luôn nha. Còn không thì đi ra, đừng ngồi nói chuyện ở đây linh tinh. Tôi xin chia sẻ với tất cả các mọi người là như vậy. Tôi đang làm một cái việc mà giúp cho cộng đồng người Việt tốt lên, không có mất tiền oan, không nửa khóc nửa cười, không là hả đem con bỏ chợ, mà gặp cái thành phần như thế này vô comment rất chi rằng là thiếu hiểu biết và không coi từ trước tới sau nha. Vũ xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Mọi người cứ like và share cái kênh này
để cho Vũ làm tiếp vài người nữa. Hiện tại đang có rất là nhiều người, và thậm chí có những người mà cũng làm về lao động, xuất khẩu lao động nhưng không làm thị trường Ghana, vô nhắn tin cho Vũ. Cảm ơn Vũ, Vũ đã nói lên sự thật cho mọi người để hiểu.